Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vừa có các chuyến thăm chính thức đến New Zealand và Australia, tạo bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng. Nhiều sản phẩm công nghiệp quốc phòng made in Việt Nam được trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018 đã thu hút sự quan tâm của khu vực và thế giới. Dự án xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã hoàn thành, Bộ Quốc phòng đã bàn giao đất sạch cho địa phương. Kính chào quý khán giả và các đồng chí, vừa rồi là những nội dung chính của chương trình Đối ngoại Quốc phòng hôm nay. Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Ron Mark, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu vừa có chuyến thăm chính thức New Zealand. Hai bộ trưởng cho rằng hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được triển khai hiệu quả theo các văn bản đã ký kết, đặc biệt là bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2013 phù hợp với nhu cầu nguồn lực mỗi bên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã đến thăm Học viện Chỉ huy Tham mưu. Tại đây, lễ đón Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã diễn ra trọng thể theo truyền thống văn hóa của dân tộc Maori. Bộ trưởng Ron Mark khẳng định, New Zealand coi trọng quan hệ với Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2019. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với New Zealand và tin tưởng rằng quan hệ quốc phòng song phương sẽ tiếp tục có những bước tiến mới phù hợp với lợi ích của hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Hai bộ trưởng cho rằng hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được triển khai hiệu quả theo các văn bản đã ký kết, đặc biệt là bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2013 phù hợp với nhu cầu nguồn lực mỗi bên. Tuy nhiên, hai bộ trưởng cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn lớn và có điều kiện thuận lợi để phát triển. Hai bộ trưởng thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tích cực phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có, tăng cường hợp tác đào tạo ngoại ngữ, trao đổi kinh nghiệm hải quân, gìn giữ hòa bình, phối hợp giữa hai bên trong khuôn khổ hợp tác ADMM Cộng và các diễn đàn đa phương. Về các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, hai bộ trưởng thống nhất cần giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyke, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có chuyến thăm chính thức Australia. Trong chuyến thăm, tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Australia được hai bộ trưởng ký kết. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh năm 2018, hai nước đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm quan hệ quốc phòng và đặc biệt là việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược. Bộ trưởng Christopher Pyne khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Australia ở khu vực và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Australia là đối tác rất quan trọng của Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần vào triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Về hợp tác quốc phòng, hai bên đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua, theo sát các nội dung trong khuôn khổ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2010 và là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai bộ trưởng cũng đánh giá cao sự tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn quốc phòng đa phương khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã tổ chức các khóa học, dành nhiều suất học bổng chuyên ngành và ngôn ngữ cho cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan vừa qua. Hai bên nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại, tham vấn, đào tạo, hợp tác giữa các quân binh chủng, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, trao đổi kinh nghiệm chống khủng bố, chia sẻ thông tin và an toàn bay. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn Australia ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện quốc phòng quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN. Về các vấn đề trên biển, hai bộ trưởng đánh giá cao tầm quan trọng của an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực và thống nhất các tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trong chuyến công tác tới Indonesia, dự triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia, Tư lệnh quân đội và Tổng thư ký Quốc phòng Indonesia. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Indonesia khẳng định, chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược song phương ngày càng phát triển. Hai bên đều nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực và trên thế giới. Thưa quý khán giả và các đồng chí, những ngày qua, việc Việt Nam tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018 đã thu hút sự quan tâm của khu vực và thế giới. Không chỉ bởi lần đầu tiên Việt Nam tham gia một triển lãm quốc tế về quốc phòng, mà còn bởi đối tác bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu sâu hơn về những sản phẩm công nghiệp quốc phòng made in Việt Nam. Vậy những sản phẩm công nghiệp quốc phòng made in Việt Nam có tính năng như thế nào và việc giới thiệu sản phẩm tại một triển lãm có quy mô lớn của khu vực như Indo Defence có ý nghĩa ra sao với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam? UAV SIGRA, loại UAV cánh cứng cố định, tự động hoàn toàn. Radar 3D bắt bám được 300 mục tiêu cùng lúc, khả năng tác chiến điện tử cao. Các loại tàu chiến và các loại súng bộ binh, súng phóng lựu, súng cối, đạn chống tăng, đạn phóng lựu, thuốc phóng, thuốc nổ. Đây là một vài trong số nhiều sản phẩm công nghiệp quốc phòng made in Việt Nam đang được trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018. Những sản phẩm này của Việt Nam đều đã được kiểm chứng, tính năng kỹ chiến thuật của nhiều sản phẩm tương đương với các nước trên thế giới và khu vực. Sự quan tâm của bạn bè quốc tế khiến gian hàng của Việt Nam luôn đông đúc, náo nhiệt. Rất nhiều đoàn khách nước ngoài đã tìm đến đây để tìm hiểu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng made in Việt Nam, trực tiếp quan sát và được giới thiệu về các tính năng của từng sản phẩm. Các quan khách quốc tế đều đánh giá cao trí tuệ cũng như năng lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Chúng tôi rất ấn tượng với các sản phẩm của Việt Nam tại đây và cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với năng lực công nghiệp quốc phòng của các bạn. Một số sản phẩm thậm chí có những tính năng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại ở các nước khác. Với sự quan tâm lớn của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã thành công bước đầu trong việc quảng bá, xây dựng hình ảnh, giới thiệu năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, trao đổi xây dựng mối quan hệ song phương, đa phương, cũng như tìm kiếm các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những sản phẩm công nghiệp quốc phòng made in Việt Nam đã bước một bước ra thế giới. Một bước đi đầy tự tin và ấn tượng, đánh dấu tên tuổi cũng như năng lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam với khu vực và trên thế giới. Sân bay Đà Nẵng là một trong 3 điểm nóng của cả nước bị ô nhiễm dioxin tồn dư sau chiến tranh. Theo thỏa thuận hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ tháng 8 năm 2012, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng được triển khai, đã giúp cải thiện môi trường sạch và an toàn hơn cho người dân. Tuần qua, dự án đã hoàn thành và bàn giao đất sạch cho địa phương. Dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng thực hiện với nguồn tài trợ không hoàn lại của chính phủ Hoa Kỳ và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Trong 6 năm thực hiện bao gồm 3 giai đoạn, dự án đã xử lý triệt để khoảng 90.000 mét khối đất trầm tích nhiễm chất độc dioxin, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cô lập an toàn khoảng 50.000 mét khối đất trầm tích và khu vực phù hợp với quy hoạch lâu dài. Ngày hôm nay cũng là ngày đánh dấu sân bay Đà Nẵng sẽ không còn cái tên là điểm nóng dioxin, là cái ngày mà người dân Đà Nẵng có thể yên tâm vì sức khỏe của họ không bị tàn phá bởi những chất độc tồn tại, tồn lưu sau chiến tranh. Có được cái kết quả tốt đẹp như vậy, trước hết là nhờ cái sự hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, nỗ lực của quân chủ, của quân, chủ đầu tư và rất nhiều cơ quan bộ ngành. cùng với lợi ích làm sạch môi trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế, quốc phòng, y học, đối ngoại. Việc triển khai thành công dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng còn đem lại nhiều kinh nghiệm quý giá để hai bên tiếp tục hợp tác giải quyết các điểm nóng bị ô nhiễm dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có sân bay Biên Hòa trong thời gian tới. Với việc thực hiện thành công dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng và triển khai dự án xử lý các điểm nóng nhiễm dioxin còn lại tại Việt Nam, tiếp tục thể hiện cam kết của Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cuộc giao lưu nhân sự lần thứ tư giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines được tổ chức tuần qua tại đảo Song Tử Đông. Giao lưu được tổ chức nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng quân đội và hải quân hai nước Việt Nam-Philippines. Trong chương trình giao lưu, hai đoàn đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, nạn đánh bắt cá trái phép, không khai báo, cảnh báo thiên tai tại khu vực. Hai đoàn cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các môn thể thao. Cùng với các hoạt động giao lưu trên đảo, tàu 561 của Việt Nam và tàu FF-17 của Philippines đã thực hành thông tin cờ hiệu quốc tế và luyện tập trung trên sa bàn với các nội dung như tiếp tế trên biển, kiểm tra các tàu khả nghi và cứu hộ cứu nạn. Lễ ký kết nghĩa giữa xóm Nà Thắm và xóm Nà Trào thuộc xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam, với xóm Phố Cũ thuộc trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa được tổ chức. Theo biên bản kết nghĩa, hai bên cùng nhau gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa cư dân hai bên biên giới, chấp hành đúng các nội dung 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tích cực trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhân dịp này, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã khởi công xây dựng nhà văn hóa xóm Nà Trào, Nà Thắm, xã Mỹ Hưng. Công trình được xây dựng với diện tích khoảng 2.000 m². Với phương châm, bảo vệ biên cương không chỉ là bảo vệ đường biên cột mốc, mà còn là giữ gìn, xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Trong thời gian qua, tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã có 28 cặp cụm bản tổ chức kết nghĩa. Sau ký kết, nhân dân hai bên biên giới ngày càng gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đồng thời luôn tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Là một trong những cặp bản triển khai kết nghĩa từ rất sớm, bản Pô Tô, xã Hồi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam và bản Cửa Cải, trấn Kim Tùy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, 5 năm qua đã quen với việc có nhau, cùng nhau. Giờ đây, mỗi vụ thu hoạch chuối, ngô hay sắn, người dân bản Pô Tô không còn phải lo lắng về đầu ra tiêu thụ. Đời sống kinh tế của bà con hai bên biên giới từ đó cũng dần ổn định hơn. 3 nhà văn hóa hữu nghị biên giới, 2 trung tâm giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch đã được xây dựng dọc tuyến biên giới Việt-Trung, nơi trở thành địa điểm quen thuộc gắn kết nhân dân hai nước những ngày hội họp, lễ Tết. Gắn bó với nhau hơn, họ càng có ý thức cùng nhau bảo vệ đường biên, mốc giới chung. Đây là hoạt động tiên phong điển hình của bà con hai bên biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có ý nghĩa thiết thực. Ngay từ khi kết nghĩa, chúng tôi đã cam kết cùng nhau thực hiện dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến sông biên giới vào mỗi tháng, mỗi quý, và việc này sẽ được duy trì đúng kế hoạch. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, có 6 trên 9 xã thị trấn thuộc huyện Phục Hòa, tiếp giáp với huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Đây cũng là một điểm sáng trong hoạt động giao lưu kinh tế, mậu dịch và du lịch dọc tuyến biên giới Việt-Trung. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục thúc đẩy thực hiện các cái thỏa thuận về phát triển kinh tế, trong đó là cái tập trung vào cái lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó thì tập trung một số các cái dự án chăn nuôi có quy mô và xúc tiến cái việc mà xuất khẩu gia súc sống qua biên giới. Tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc thời gian qua luôn được duy trì, vun đắp ngày càng bền chặt. Và đến đây, chương trình Đối ngoại quốc phòng tuần này của chúng tôi xin được kết thúc. Quý khán giả và các đồng chí có thể theo dõi lại chương trình tại trang web qbvn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!